28 Tết tại chợ Nguyễn Đồng Chi. 28 Tết. Hai mươi chín Tết tại Hà Nội, Nguyễn Đồng Chi cũng vắng rồi các bạn ạ, về thôi. 29 Tết này, đổ quá trời quá đất, kín xe. 29 Tết này, Nguyễn Đồng Chi này. Đủ các thứ luôn. Mấy cái thứ này không biết là về nhà thì còn cái gì không đấy. Bay trong gió hết. Bé ơi. Còn gì nó tai nạn nên chừng mà bay trong gió không. Có tháng tin bởi vì Chúa. Chán thật. Pháo đấy nó không có sát thương cao. Bây giờ pháo của chúng kiến nổ đẹp. Anh không chẳng ngồi ra ngoài. Tôi hỏi xin lỗi tôi không biết gì. Hỏi gì đây? Nó như ta xem vậy là nó lớn mà có khi là phải bằng. Đấy, ngõ cho mình đấy. Hai bên trà sữa này, kín xe. Đông kinh khủng khiếp luôn. Ô tô không biết có vào được không rồi. Bà Thơm. Ai? Bà Thơm. Cô Thơm á? Rồi, về ngủ rồi. Kinh khủng nhỉ. Xe ô tô chắc nó vào được. Không vào được. Bỏ tay. Để xe anh ạ. Chẳng nhẽ đi vòng đường kia à? Cứ đi cho nó dọn xe rồi chứ về tới nhà rồi còn vòng thì. Nó tự sắp xếp xe mà. Anh cứ đi vào đi.
kinh rồi. Dương. Năm mới chúc sức khỏe em nhá. Năm mới chúc khỏe. Năm mới chúc em. Mạnh khỏe. Mình vip tí em nhỉ. Em về vừa đi uống rượu tí nó hơi kia. Ok. Đấy tí em mong. Mai em chơi. Bao giờ anh mới đi? Anh à, cũng phải 8 9. À vâng. Mai kia có thời gian ở nhà anh em mình gặp nhau nhá. Vâng, chúc khỏe anh nhá. Chúc sức khỏe. Ok. Cứ cần khỏe là được. Đi cẩn thận nhá. Cảm ơn em nhá. Ngõ cho mình vip thật. Nhá. Em về nhá. Ok. Em. Ok. Cái này đi trước vào bên trong đi. Chịu rồi. Tốt nhất là mình tự tìm đường rút cho nó nhanh. Đi vào trong nhà đấy con, bẩn tất. Đi vào trong nhà. Không. Ba đến cho cháu ba. Hết thôi, bà mang về hết. Bác. Bác tưởng. Mà nông lực người ta mấy à mấy ông Cường nhà mày ta mấy dạ ông Cường với ông nội ông ngoại hai ông nào hơn tuổi cũng xem như nhau đấy ông ạ. À, cũng kiểu cũng chỉ chênh lệch 1-2 tuổi thôi. Vậy cũng khoảng tầm chưa chắc đã đến 90 đâu. Tầm mấy à? Chỉ khoảng độ 87, 88 thôi. Không, vâng. Ông bà, ông hai ông như tôi 87, 88 nào. Hai ông mình làm gì tới. Tâm mình tầm 80 mà 80 xíu thôi. Cũng là tầm 8 năm rồi đấy. Thì nó đi theo như vậy là ở ngoài nhà, trong nhà mà ra chân đấy. Thì đấy là ra chân nó quên đi. Vâng. Đứa của bác. Vâng. Coi nhà mày ra. Đưa. Nó kế. Con về đây ông ơi. Không bật gì, ý là chưa có cái đầu. Đây là táo nhà Trần Triều nhá. Toàn quả to này. Đấy. Táo quá sai luôn. Đấy, hiện tại thì nhà Trần Triều đang sở hữu khoảng độ 5 cây táo như này. Tha hồ mà ăn này anh em này. Quá trời táo luôn. Nhưng không nghĩ à, em có nhớ không, năm trước ha chỉ được có mỗi 1 vài ngày, thì có 2-3 ngày. Năm nay rồi lại hết. Và lại hết còn khúc. Rồi, cũng làm được 1 thời gian ở đây rồi thì cũng muốn là... Đi khám trước, chào với bạn nào, mời bạn trước. Thế cuối cùng... Cảm ơn bạn. Chúc mừng năm mới nhá. Phút hồng.
gửi cho Thái với đàn anh, là anh Thái là anh lên đây chơi nhá. Lên đây chơi đi bạn anh Thái ơi. Chúc mừng ông chủ Thái nhá. Con gái có tuyệt vời. Con gái quá tuyệt vời luôn. Bây giờ ba ông ngồi uống rượu với nhau đàng hoàng rồi. Đạt Lê xuống chơi nhá. Nhà anh Thiều tối nay anh tổ chức mày em. Tổ chức hàng xóm. À, chị không nói gì nhỉ? Cái món này là món nem nem gì nhỉ? Nem móng tay à? Nem móng tay. Nem móng tay. Thử cái nào. Thử miếng nào. Tao đau ăn đi, chắc vậy đó. Mình đi du xuân đi nhá. Xin mời sếp nói gì nói đi. Hôm nào mà gặp nhau với nhá, bà Thái nhá. Đấy, hơi phí đây. Con gái cạo phải đang ở đâu đi. Uống rượu sao nhanh mặt sẵn. Dị ứng nó dị ứng là lúc chỗ trắng chỗ đỏ. Có ai hỏi tên đâu tự trả lời chứ. Đợi em nhé, chơi với em nhé. Này, săn đón em lắm. Thôi đến đời này đến đời thứ 4 rồi. Đúng không bạn? Đúng đời thứ 4 chưa? Ở họ nhà anh Thanh Hà. Đời nào? Đời các con này. Được tầm đời thứ 4 là so với ai? So với bà ấy. So với người, thì họ với ai thì so với người đấy. Bắt đầu họ từ ai? Anh Khiêm chẳng ngoại đâu. Được mà. Cái gì tiêu hiểu? Khiêm này. Mà không còn vì ai làm cho khiếp. Đúng phải nợ ba bà nợ. Ba bà nợ cho nước ngọt. Không. Cho bánh, cho sữa, cho kẹo. Nhá. Có nước ngọt, có bánh, có kẹo. Ba bà tặng con đi. Tặng cho đi.
bà nội tặng rất nhiều thứ. Mẹ yêu đây là gì chứ? Tại bà nội lại yêu. Ừ, đáng yêu. Bà nội lại yêu, bà nội lại yêu. Bà nội yêu nhé, đáng yêu nhé. Có nhiều đồ tặng. Cái ai ngủ bà mai tặng cho ấy. Bánh bình, bánh bình. Bánh vợ, bánh sữa, kẹo, nước ngọt. Nuôi cả quyển sách. Được rồi. Đây có ngủ bà không? Ngủ bà không? Bà chị Thu, chị Nương. Đừng đá em không? Chớ 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 chớ. Không được. Không được. Anh em chúng tôi đang ở biển Quất Lâm nhá. Đây là tất cả những cái kiosk mà bị giải tỏa rồi. Hẹn các bạn khoảng độ 1-2 năm tới là chỗ này thành khu resort. Anh Thanh đang khảo sát tính mở khu du lịch dưới này đấy các bạn ạ. Đầu tư. Sau này làm kỷ niệm. Tại vì nói thật ra là ôi cảnh phim đẹp đấy. Anh thường đúng không? Nó kiểu màu tự nhiên ý. Anh thường đúng không? Đứng im, đứng im, đứng im, đứng im, đứng im.
khéo xíu không. Nhưng mà nó sớm hay thật. Anh em chúng tôi đang có mặt tại nhà thờ Đổ Hải Hậu Nam Định. Đó. Anh Đông Tây phía đằng xa kia đang nghiên cứu khảo sát về khu vực nhà thờ Đổ. Đây là Tuấn Anh Nguyễn đang hít thở không khí biển. Đây là biển tuyệt vời. Hoàng hôn đang xuống. Đó. Anh Thanh và Tuấn Anh Nguyễn, anh em ngồi gần 1 giờ đêm tại Giang Thủy Nam Định và bây giờ anh em lên Hà Nội. Rất là cảm ơn anh Thanh và Tuấn Anh. Gần 1 giờ đêm.